Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 11 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang có công văn số 291 về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo nội dung công văn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội các cấp, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt một số công việc như sau. 1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Chỉ thị số 09 ngày 1 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh và kết luận của Ban Chỉ đạo tỉnh, công điện của Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 2. Thường xuyên đánh giá cấp độ dịch theo từng cấp để có biện pháp y tế, hành chính phù hợp và công bố cập nhật kết quả đánh giá trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân tỉnh và thông tin rộng rãi trong nhân dân. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt 3 trụ cột trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Cách ly nhanh nhất, hẹp nhất, nghiêm ngặt nhất có thể. Xét nghiệm thần tốc nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch. Điều trị tích cực từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở, góp phần giảm chuyển nặng, giảm tử vong. Tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là tại bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến xe. Giao Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh chỉ đạo thực hiện ngay việc cách ly tại nhà đối với tất cả trường hợp F1, sử dụng các khu cách ly tập trung F1 hiện nay tại các địa phương để thu dung điều trị F0, đồng thời đánh giá hiệu quả việc quản lý điều trị F0 tại nhà để có chủ trương quản lý, điều trị F0 tại nhà phù hợp. 3. Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo nâng cao hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, đưa trạm y tế lưu động vào hoạt động. Trước mắt tập trung nhân lực, trang thiết bị và vận hành ngay đối với các trạm y tế lưu động ở vùng được xác định cấp độ dịch cấp 3, cấp 4, đảm bảo cung cấp đầy đủ thuốc điều trị, thuốc đặc trị COVID-19, thuốc cho các đối tượng F0 điều trị tại nhà. 4. Tập trung tối đa cho công tác tiêm vaccine phòng COVID-19. Sở Y tế thực hiện phân bổ khẩn trương số vaccine đã được tiếp nhận, đồng thời chỉ đạo các địa phương tổ chức tiêm ngay sau khi nhận được vaccine phòng COVID-19. Giao Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh thành lập tổ công tác kiểm tra hỗ trợ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các huyện, thành phố. 5. Tăng cường công tác truyền thông để người dân hiểu rõ các biện pháp và tự giác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhất là tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp 5K, không được lơ là, chủ quan khi đã tiêm vaccine phòng COVID-19. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng chống dịch COVID-19. 6. Các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch khôi phục kinh tế xã hội, thích ứng với điều kiện trạng thái mới, đồng thời tăng cường chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành nghị quyết năm 2021 ở mức cao nhất có thể. Tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm chính sách hỗ trợ người dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt việc hỗ trợ người dân trở về từ các tỉnh, thành phố gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để sót đối tượng và trục lợi chính sách. Quan tâm giải quyết việc làm để người dân ổn định cuộc sống.